Xin chào cả nhà, hôm nay cơ sở đồ gỗ Mạnh Sơn em xin gửi đến cả nhà một bức siêu phẩm Di Lạc Ngũ Phúc ngồi trên củ sâm, chất liệu là gỗ cẩm, hàng liền khối đến 99% luôn cả nhà nhá. Chiều cao của sản phẩm là 49, chiều rộng là 88 và chiều dày hay chiều sâu là 40 ạ. Gỗ cực kỳ to luôn và em sẽ đưa gần camera lại gần cho cả nhà cùng thưởng lãm để có thể thấy vì sao nó được gọi là siêu phẩm ạ. Đó, đầu tiên là led mặt đây cả nhà ơi, led mặt cực kỳ là hoan hỉ luôn đấy ạ. Vân gỗ cẩm thì cả nhà biết rồi đấy, cực kỳ là led luôn. Cẩm Việt cả nhà nhá, đó hàng đục cực kỳ là kỹ càng luôn. Từng led mặt này, tom gỗ hay đến thần thái rất là tuyệt vời đấy ạ. Chua chàng hạt chặt tỉa cực kỳ là đều đặn và kênh bong luôn. Đó, từng tiểu đồng đây, 5 tiểu đồng, mỗi tiểu đồng là một led mặt ạ. Đục rất là kênh bong, tà áo chặt rất là phiêu đấy ạ. Nghe thấy không ạ? Đây, cành đào đấy ạ, một đứa trẻ con cầm cành đào cực kỳ là kênh bong luôn. Di sần từng chiếc lá đấy ạ, nghe thấy không ạ? Hay làm kỹ đến từng cái móng chân này. Di Lạc thì luôn luôn là biểu tượng đi đầu về sự hoan hỉ và tài lộc. Rước cụ về nhà sẽ giúp gia tăng vận khí hưng vượng và xua đuổi vận khí xấu đi cả nhà nhé. Đó, thấy không ạ? Led đục cực kỳ là tinh xảo luôn, chạm khắc rất là tỉ mỉ đấy ạ. Bên cạnh là một cái hũ tiền này. Đó, thấy không ạ? Từng tiểu đồng rất là tinh nghịch đấy ạ. Đó, thấy không ạ? Từng chiếc lá này đều được vuốt cong hay củ sâm này đều được di sần hết đấy ạ, di sần quá là tuyệt vời. Hàng đục tứ diện cả nhà nhá, hàng đục tứ diện đấy ạ. Đằng sau đây, đằng sau cũng làm kỹ như đằng trước luôn đấy ạ, không phải là đằng sau mà bên em làm xấu đâu, nghe thấy không ạ? Từng giải tiền này đó, từng sợi dây thừng này đều được chặt tỉa rất là kỹ càng, không bỏ sót một chi tiết nào luôn đấy ạ. Gỗ cẩm đằng sau cực kỳ là led luôn. Rất là đẳng cấp ạ. Và để có giá tốt nhất của siêu phẩm này thì cả nhà vui lòng liên hệ đến cơ sở đồ gỗ Mạnh Sơn bên em qua hai số điện thoại 083 455 567 hoặc 0345 72 46 ạ. Em xin chào cả nhà.